Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng. Và hiện tại chúng tôi đang ở cuộc đua Heroic. Mình đang ở lap thứ 14 và mission 3. Và bây giờ chúng ta sẽ cố gắng vượt qua cái lap này để lên lap thứ 15. Không biết có vượt qua nổi hay không. Này, cho 2 điểm đi mà. 2 điểm thôi. Ừ, tại sao lại cho có một cái vậy chứ hả? Ok, nó cho mình có một cái thôi các bạn à. Wow, à lại gạch được một hàng chứ không phải là một cái các bạn à, quá tuyệt vời. Ồ, và bây giờ ở mission 4 thì chúng ta xem nào, ở đây có khá là nhiều con rồng đẹp luôn. Chiêm ngưỡng nhan sắc rồng xịn các bạn à. Mấy con này là rồng hàng hiệu đấy. Wow, rồng này là rồng Pokemon. Nhìn nó y chang như con Pokemon luôn đấy. Wow, nó nhảy lên kìa, khi vuốt ve nó thì nó nhảy, nó phun giống như là phun lửa vậy. U cha cha, rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là các em rồng gì đây, chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng nhan sắc của những cái con rồng này nào. Nó bị cái gì đó, nó chưa cho thấy hình ảnh kịp luôn các bạn ơi. Ồ, con này thì mình thấy rồi. Con này là có thấy rồi các bạn ơi, không có gì đặc biệt cả. Wow, ở đây có một cái con đặc biệt là có con cấp E nè. Xem bản mặt của nó xem sao. Nhìn nó rất là dễ thương luôn mà. Ồ, chú ấy đọc sách các bạn à. Wow, quá tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ đi hốt cái em đầu tiên, đó là cũng là em cấp L, nhưng mà em này không có hộ báo cho lắm. Đây, chờ rồng khủng long nha các bạn. Hàng khủng luôn. Hàng của khủng long nữa nha. Xem nào. Wow, cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Đây, chúng ta sẽ bắt xe nhẹ chỗ ấy rồi. Khủng long bung lụa. Chiêu đầu tiên chính là khủng long bung lụa các bạn à. 8.122 giọt máu luôn. Đây, chúng ta để cho tốc độ nhân 2 cho nó nhanh nhanh xíu, nhìn nó hấp dẫn. Tiệc chiêu nước nào, tắm rửa chứ rồng tem bạn. Yeah. Ok, coi như là hai hit là chúng ta đẩy nó lên đường liền. Ồ, cái này là một tiếng nữa chúng ta mới có thể xong. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thu hoạch cái bông này. Đây, cùng nhau đi thu hoạch bông để kiếm búp hoa. Hình như chúng ta được hai cái búp rồi thì phải. Đây, đi thu hoạch vàng luôn mọi người ơi. Cố lên. Wow, và bây giờ mình có thể đi up thêm rồng, up thêm trứng rồng để có thể làm video cho anh em xem chẳng hạn. Bỏ con này ra, chúng ta sẽ chơi với một con khác. Đây, cho rồng nước với điện đi. Hai này yêu nhau sẽ ra cái gì? Ồ, 9 tiếng sau sẽ có kết quả. Wow, 30 giây là chúng ta đã có thể thu hoạch tiếp rồi. Mà nó không ra cái búp nào hết. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quậy nha các bạn. Mình sẽ đi kiếm game luôn. Đây. Và hôm nay mình sẽ làm về sự trở lại của một cái chú rồng. Ô, rồng sẽ tăng, mình không biết đủ, mình chắc chưa đủ thức ăn để nuôi nó đâu. Rồi, hôm nay mình sẽ cho nó nghỉ ngơi. Lần này mình sẽ làm về sự trở lại của một cái con rồng rất là xinh đẹp. Nhiều anh em rất là khoái cái con này luôn. Đây chính là rồng ăn cá các bạn. Rồng ăn cá có một cái sức mạnh rất là bá đạo nha. Đây. Ồ, mình định nâng level cho nó nhưng mà mình thấy không đủ các bạn ơi. Ồ, nó các bạn thấy chưa, tại sao mình đặt cho chú ấy tên là rồng ăn cá, và đơn giản là chú ấy đấu là chú ấy vút ve cho ấy là chú ấy vác cái con cá ra đó, cho nên đặt tên là rồng ăn cá. Wow, ba con, hai con cấp huyền thoại các bạn à. Con cấp huyền thoại này level 25, nó bay bay nhìn rất là đẹp luôn đấy. Mà đầu tiên là chúng ta sẽ tăng tốc độ lên xíu cho nó hấp dẫn.
bắt đầu vô kinh công thể hiện bản lĩnh của mình. Tiệt chiêu 17.000 máu, không thể tin được tem bạc đã sử dụng nước để tắm rửa con vô kinh công 16.000. Sức chiến đấu của cái cậu này được đam với mình, cho nên mình phải quánh cực kỳ cẩn thận, sơ sẩy là sẽ bị xây sở không kịp liền. Quá tuyệt vời. Tiếp theo là wow, anh đại, con rồng này là không phải hàng vừa đâu, hàng này là hàng khủng đấy các bạn. Tấn công luôn, 9.600. Ây da da, chúng ta phải bắt xe thêm một phát nữa xem nào. 12.000, ủa nó còn lại 3.673 giọt các bạn. Mình sẽ đưa cái con rồng ăn cá của mình ra chiến đấu. Thì chiêu mạnh nhất của chú ấy đến là chiêu băng. Tấn công nào. Wow, đưa bàn tay lên và không thể tin được lượng máu gây ra quá lớn. Không hạ gục được, không hạ gục được con rồng này. Vì nó là cấp huyền thoại cho nên mà sức chịu đựng của nó cao quá. Chứ nó mà thường thường là coi như là cái con rồng ăn cá mình có thể hạ được. Mà con này quá mạnh. Thì chiêu Gambit đến từ Vua Kinh Công, hàng tấn sát thương đã được dồn vào con rồng đen. Wow wow wow, lên đường rồng đen. Ây, hiệp tiếp theo chúng ta sẽ đấu với một anh bạn nữa, cùng level 50. Trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào đây? Ồ, chỉ có một em là cấp huyền thoại thôi, còn hai em kia là không phải. Vậy chúng ta sẽ cho rồng 4 đầu ra để gẹo chọc chơi trước. Cho tốc độ nhân 2 nha mọi người. Tuyệt chiêu mặt trời nào, ánh sáng từ bầu trời. Ờ, nó còn lại 5.200, mình xài cái tuyệt chiêu giảm đam luôn. Oh yeah, như vậy là cái con rồng ăn cá của mình có thể bay ra hốt con này rồi. Đây, tấn công nào, tuyệt chiêu băng. Wow, anh ấy đưa tay vào túi rút ra một cái gì đó và đưa lên là bắt đầu tem bạn banh sát. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, nhưng mà chúng ta đã bị hạ gục rồi. Tem bạn quýnh ghê quá, làm mình mất máu nhiều quá các bạn ơi. Ây da, 9.200 luôn. Nó tốc độ nhanh quá các bạn, phải nói là tốc độ nhanh quá, bình luận không kịp với tốc độ này luôn đấy. Tiếp theo là siêu trâu, anh ấy nhảy ra. Ồ, sử dụng tuyệt chiêu mạnh quá. Lượng máu của tem bạn còn tới 26.000. Rồng 4 đầu tấn công. Ồ, không ổn, đại dương ơi, bị dập banh xác luôn rồi. À, bởi vậy có cái con vua kinh công của mình là có cân nổi, chứ không có vua kinh công là chúng ta rất là dễ bị ăn hành luôn đấy. Mình đang kiếm tiền, kiếm thức ăn để có thể nuôi cho con vua kinh công của mình nó lên được level, nhưng mà rất là chua chát luôn. Chúng ta hãy ngừng lại chút xíu và nhảy vào lại. Vì khi qua màn đôi khi nó bị lắc hay bị chậm chút xíu đấy. Action, cuộc chiến tiếp theo xin được phép bắt đầu. Và bây giờ là một em rồng cấp huyền thoại nữa. Này chỉ một em thôi thì khá là nhẹ cho mình. Để chúng ta cứ việc giảm máu tem bạn trước. Ồ, 16.000. Và tem bạn nó cũng sẵn sàng giảm máu mình lại 17.000. Ồ, tính ra vậy là nó mạnh hơn mình luôn đấy các bạn. Wow, tuyệt chiêu đất vừa được bung ra, lên đường. Ồ, con này nó tạo thành nguyên một cái cơn lốc xoáy nhìn đúng đẹp luôn đấy. Đây, hãy xem tuyệt chiêu của rồng 4 đầu Sitin. Ồ, wow, nó lại xoắn ốc nữa. Con này không biết nó muốn lửa kiểu gì mà thấy nó xoắn ốc miết. Tuyệt chiêu đất, yeah, 3.003. Rồng ăn cá sẽ chiến đấu với con Banton. Thời ơi, nó ra nó phổi bụi mình cái chết mới đau. Ra nó phủi nhẹ con cái mà lên đường các bạn à, không thể tin được luôn đấy. Phản kèo kìa. Không đủ sức, không đủ sức mạnh các bạn à. Victory. Ok, chúng ta có thể đấu thêm được vài trận nữa đây. Dạ dạ, xem nào. Ồ, ba con. Ồ, có một cái con rồng ăn cá giống mình luôn kìa. Cho tốc độ nhân 2 xíu cho nó nhẹ nhanh xíu, để nó đi như rùa bòi, nhìn ức chế quá. Đây, tuyệt chiêu đầu tiên 11.000.
Ồ, nguyên cái cục đá. Ở cái chiêu này thốn đây. Nó quýnh mà chúng ta mất máu 3 lần luôn đấy. Rồng đá đúng là bá đạo quá. Ồ, tới cái con này nó giống như con cá vậy các bạn ơi. May hả, bởi hình như là mình có con này rồi luôn đấy. Chỉ nhớ không rõ cho lắm, nhưng mà như mình có nó rồi. May hả bởi. Ồ yeah. Tiếp theo là rồng ăn cá. Ây da da. Đây mình cho rồng ăn cá đấu với rồng ăn cá luôn nè. Chơi khô máu luôn. May hả bởi 7000. Ây da, thợ ơi, nó quất mình 20. Chích ngắt luôn rồi. Ức chế quá mà, con này nó mạnh kinh khủng thiệt. Mới level 25 thôi mà đẩy mình một phát một là về thành dưỡng sức luôn đấy. Wow wow wow. Tiếp theo đấu với đây, con rồng này khá là dễ thương. Action. Wow, mạnh kinh vậy. Ba con, hai con level 27, một con level 28. Trận này căng quá các bạn ơi, căng đứt dây đàn luôn đây. Rồng bốn đầu hả bé. Ồ từ từ, nó quýnh mình một phát 10000 luôn đấy. Hiệp này là rồng bốn đầu solo với nhau. Wow, nó phản đòn kìa. Mình sẽ cho cái con rồng này ra để chiến đấu cho nó quánh cho vui mới được. Lên đường. Đó, rồng ăn cá của mình cũng hổ báo lắm chứ hả. Lên đường chết ngắt luôn rồi. Tiếp theo là rồng bốn đầu. Cho tuyệt chiêu mặt trời xem. 19000 đam các bạn à. Rồng bốn đầu của mình quýnh cũng kinh lắm chứ hả. Oh yeah, tiếp theo là tên bạn chỉ còn một con rồng mà. Rồng khủng long. Oh yeah, quýnh ra cuối cùng là bằng nhau luôn ấy. Bây giờ nó còn 29000 máu, mình đây cũng còn 29000 luôn. Để khác nhau là level mình cao hơn chút xíu thôi. Nhưng được cái là chúng ta quýnh trước cho nên là đỡ tốn. Ấy da, thợ nó đập mình là một cái nữa mình không chết là thôi luôn á. Nguy hiểm đứt dây đàn thiệt chứ. Đúng là tem bạn ba con cấp huyền thoại mạnh kinh khủng. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel vui lòng bấm đăng ký và mở thông báo kênh lên nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.